Anh biết sai rồi mà. Không. Thôi anh về cùng đi. Đừng có đi theo em. Anh có chỗ để đi luôn. Thì anh thích đi đâu thì đi. Anh không có chỗ ở liên quan gì đến em, thích đi đâu thì đi. Cho anh về cùng, bây giờ anh không có chỗ để ở. Không. Đi đâu thì đi. Đi. Đi chỗ khác. Không đi theo nữa, không chấp nhận đâu. Cho anh về cùng đi rồi. Đây bảo nhá, đừng có đi theo nhá. Thế đừng có trách. Không cho đi theo đâu. Anh về theo thôi. Đi chỗ nào thì đi đi. Xin lỗi rồi còn. Không thể chấp nhận được. Anh biết lỗi rồi mà. Bây giờ thật sự anh không có chỗ nhà nào để mà về ấy. Không. Cho anh một lần cơ hội sửa sai đi. Loại người như anh em không bao giờ tin nữa. Em cho anh cơ hội đi. Không bao giờ tin tưởng anh á. Không bao giờ tin tưởng luôn. Quá đáng đi. Cái loại người như anh ấy em không bao giờ cần. Anh thích đi đâu thì đi. Em cũng sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa. Đi đâu thì đi đi. Anh biết lỗi rồi mà. Anh hứa sẽ không, lần này sẽ không. Lỗi liên cái gì. Lần mấy lần trước anh đi làm thuê đã có người rồi. Về xong anh mới ghen tuông em vớ vẩn. Xong là về lý do này lý do kia. Hôm họ mai em đi em còn thấy anh đi ở với họ thì em mới phát hiện ra. Thực ra anh là con người như thế. Đừng, từ giờ đừng có mà đi tìm em nữa nhá. Anh hứa sẽ không bao giờ. Thích đi đâu thì đi, đừng có mà đuổi theo. Nói trước một câu như thế. Nhưng mà cái nhà kia cũng cả anh làm chứ có phải một mình em đâu. Đừng có ép em nhá. Em quá đáng thật đấy. Đừng có mà đuổi theo nữa, nói trước một câu như thế. Cho anh một cơ hội cũng được à? Không có cơ hội gì hết. Nếu mà anh biết có ngày hôm nay anh còn đi làm như thế không? Hả? Hả? Bây giờ suy nghĩ lại thử xem. Hả? Từ giờ đừng có bảo để em thấy anh nữa nhá. Em không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh luôn. Thích đi đâu thì đi. Đừng có mà lần vần quay quần ở đây nữa. Đừng có mà đi theo nữa, nói trước thế. Thích đi đâu thì đi. Đừng có mà quay quần ở đây.
làm về không thấy anh này ở kia về, xong cứ đuổi đuổi theo sau ấy. Anh ấy cứ kéo 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 chị ấy, xong là chị đẩy một phát ông ngã đi, xong chị mới về. Ông thì đi đâu thì đi.